Hoan hỉ chào đón quý vị thân thương đã quay trở lại đồng hành cùng với kênh Bình An Tử Vi Phong Thủy. Và trong video ngày hôm nay thì Bình An sẽ chia sẻ về tuổi Bính Thìn Nam Mạng năm 1976 năm 2022 sắp tới và sao Thủ Tú và hạn Ngũ Mộ thì nên làm gì. Tổng quan về tuổi Bính Thìn năm 1976 Nam Mạng năm 2022 Nhâm Dần. Nam Mạng năm 1976 tuổi Bính Thìn, tức tuổi Con Rồng, năm 2022 là 47 tuổi, thường được gọi là Thiên Thượng Chi Long, tức Rồng trên trời, mệnh Thổ, xa trung Thổ, nghĩa là đất pha cát. Về mệnh thì Thổ sẽ gặp năm 2022, mệnh Kim Bạch Kim, Thổ sinh Kim, Thổ bị thiệt là không tốt. Về địa chi thì Thìn gặp Dần là bình thường, về Thiên Can thì Bính gặp Nhâm, tương xung không tốt. Về sao chiếu mệnh là sao Thủ Tú là một hung tinh và gặp tiểu nhân hãm hại và sức khỏe thì không được tốt. Về vận hạn là hạn Ngũ Mộ là một tiểu hạn, hạn mất của, hao tài và bất an. Về vận niên là Thổ Lộng Nguyệt, về thái tuế thì không phạm hạn thái tuế, về tam tai thì phạm tam tai năm thứ nhất, về tuổi kim lâu là không phạm kim lâu, năm này thì bản mệnh có thể kết hôn và cưới hỏi. Về hạn hoàng ốc là phạm hoàng ốc ngũ thọ tử là bản mệnh không nên xây nhà và sửa nhà nhé. Đánh giá chung cho tuổi Bính Thìn năm 2022. Xem tử vi cho tuổi Bính Thìn năm 1976 Nam Mạng năm 2022, đối với tuổi Bính Thìn mạng Thổ mà gặp năm Nhâm Dần thì chủ về một năm mọi việc có điểm tốt và điểm xấu, cho nên thì khi làm việc gì thì chú ý cẩn thận, không nên quá nóng vội mà hỏng việc. Ngoài ra thì năm nay thì tuổi nam giới nên chú ý sức khỏe và tình cảm vợ chồng không được tốt, trong nhà thì có người đau ốm nhé. Và năm 2022 của nam tuổi Bính Thìn năm 1976 sẽ gặp khó khăn trong sự nghiệp, đồng thời thì cũng gặp không ít những áp lực và gánh nặng trên vai. Nhưng may mắn thay là sau khi trải qua thái tuế của năm trước thì tài lộc của năm nay cuối cùng cũng được cải thiện, và vận may sự nghiệp trong năm này thì khởi sắc, địa vị ở công ty cũng được cải thiện và có cơ hội thăng chức và tăng lương. Lúc này thì tài lộc sẽ dần thăng tiến, năm nay thì thu về khá nhiều. Tuy nhiên, đồng thời thì khi cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn thì bạn nên chú ý nhiều hơn đến các mối quan hệ của mình và đặc biệt là chú ý đến giao tiếp với gia đình của bạn nhé. Tử vi tuổi Bính Thìn Nam Mạng năm 2022 theo thiên can và địa chi và tứ trụ. Đầu tiên là theo thiên can thì thiên can Bính của tuổi năm 1976 là Hỏa sẽ gặp năm Nhâm là Thủy, là can tương xung, là khó khăn và có thể gặp phải trong công việc và tiến thành trong năm, và không nên đầu tư vốn kinh doanh làm ăn hay xe cộ thì phải đi lại thì cần hết sức cẩn thận nhé. Thứ hai là về địa chi thì địa chi của tuổi Thìn sẽ gặp năm Dần là 2022 là Bình Hòa, và theo tử vi tuổi Bính Thìn năm 2022 Nam Mạng thì dự đoán công việc làm ăn không có nhiều chuyển biến rõ rệt và tiêu pha tiền bạc cho công việc gia đình. Thứ ba là tứ trụ thì thiên thuận và địa tam tai thì nhiều vất vả đưa tới trong công việc, nhưng người nam tuổi này lại được quý nhân giúp đỡ nên mọi việc theo đó mà thuận lợi, và tình cảm gia đình thì chú ý không tốt hoặc chuyện buồn phiền có thể đưa tới nhé. Tử vi tuổi Bính Thìn Nam Mạng năm 2022 theo ngũ hành và cung phi. Đầu tiên là theo ngũ hành thì mệnh Thổ của người nam mạng tuổi này thì gặp năm Kim là sinh xuất là xấu, và chú ý trong năm giữ sức khỏe và tài lộc thì kém đi. Thứ hai là theo ngũ hành cung phi thì theo tử vi tuổi Bính Thìn năm 1976 năm 2022 Nam Mạng cho thấy thì cung phi của tuổi năm 1976 Nam Mạng là Càn tức là Kim, gặp năm Khôn của năm 2022 tức là Thổ là tương sinh là tốt, và đây là một năm thuận lợi và đưa tới cho công việc làm ăn, và bên cạnh đó thì còn sinh ra được tài lộc và tiến hành công việc hành thông và được quý nhân hỗ trợ đấy nhé. Sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Bính Thìn năm 1976 Nam Mạng. Sao Thủ Tú là một hung tinh trong cửu diệu tinh. Mặc dù mức độ ảnh hưởng của sao Thủ Tú là không lớn, nhưng nó cũng có thể gây ra những hạn sâu đậm mà mệnh chủ cần lưu tâm. Đầu tiên thì gặp tiểu nhân hãm hại, thì sao Thủ Tú chiếu mệnh thì làm ăn khó thuận lợi, xung quanh luôn có những tiểu nhân gièm pha, phá hoại và mọi sự thì khó thành. Chính vì vậy mà cần chú ý và phân định rõ kẻ tiểu nhân, đừng để bị lợi dụng mà hại thiệt thân nhé. Thứ hai là về sức khỏe, thì với tuổi Bính Thìn năm 1976 Nam Mạng có được sao Thủ Tú chiếu mệnh năm nay thì sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng. Thứ ba là về xuất hành, thì người có sao Thủ Tú chiếu mệnh thì thường xuất hành và đi xa không thuận lợi, và nên hạn chế đi xa và tránh gặp nạn nhé.
Cuối cùng là chuyện tình cảm, thì do sao Tổ Tú chiếu mạng, chuyện tình cảm không được suôn sẻ và nhiều trắc trở và xảy ra nhiều cãi vã, tranh chấp không đáng có. Và khi sao Tổ Tú là gì thì bạn sẽ hiểu rằng khi sao chiếu mệnh, bạn thường trong lòng hay mang nỗi buồn mang mác và tâm lý không vững vàng hay hoài nghi và không hăng hái trong công việc làm ăn, xong cũng không gặp tai họa gì. Vì thế mà nên tìm cách điều chỉnh cảm xúc của mình bằng những điều tích cực nhé. Vận hạn năm 2022 của tuổi Bính Thìn năm 1976 nam mạng hạn ngũ mộ. Hạn ngũ mộ là hạn mất của và hao tài bất an, tránh mua đồ lậu và mua đồ không có hóa đơn, và chớ cho người ngủ nhờ kẻo có tai bay vạ gió, và đề phòng hao tài mất của nhé. Và muốn tìm hiểu về sao ngũ mộ tốt hay xấu ra sao thì ta không thể bỏ qua câu thư diễn về hạn ngũ mộ như sau. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh mắc phải dạ tai ngục huynh. Và căn cứ theo ý tứ của câu thơ thì ta có thể thấy hạn ngũ mộ là một hạn xấu và gây tổn thất và thiệt hại nặng nề về kinh tế, tài chính và bạc tiền. Trong năm thì tuổi Bính Thìn năm 1976 nam mạng có hạn ngũ mộ thì sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc, và nói chính xác hơn đó là sự mất mát về tiền của. Trong đó thì nặng nhất, rõ ràng nhất đó là việc mua bán hàng hóa và đồ đạc, và dễ mua phải đồ không chất lượng và đồ không tốt. Và nếu khi mua bán mà không có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng thì có thể bị hỏng và không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc bị chính quyền tịch thu, bởi đây là hàng hóa không rõ nguồn gốc. Và những người gặp hạn này thì thường thua lỗ trong đầu tư, kinh doanh, và cơ hội kiếm tiền thì giảm đi và rất khó có thể kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa thì kiếm tiền đã khó thì giữ tiền lại càng khó hơn, vì nguy cơ phải chi tiêu, mua sắm hay anh em bạn bè có việc mà phải giúp đỡ họ về tài chính nhé. Ngoài ra thì việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của và có thể gặp phải người gian và trộm cắp và dẫn tới thiệt hại về chính bản thân mình. Và cách giải hạn ngũ mộ ra sao? Thứ nhất thì nên tu nhân tích đức và làm nhiều việc thiện và ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh. Nên kết giao với những người lương thiện và tránh những lừa gạt và lưu manh, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề và cờ bạc nhé. Thứ hai là trong các hoạt động làm ăn thương mại và kinh tế thì nên thận trọng và tránh đầu tư sai lầm và dẫn đến hậu quả xấu. Và khi mua sắm đồ đạc cũng phải lựa chọn những sản phẩm và thương hiệu có uy tín, đảm bảo và có bảo hành đàng hoàng. Thứ ba thì nếu bạn có nhiều tiền thì nên mua bảo hiểm và gửi tiết kiệm và tránh để nhiều tiền trong nhà và đề phòng trộm cắp và cướp giật hay lãng phí và hao tốn nhé. Thứ tư là hạn chế cho người khác ăn ở tại nhà mình. Nếu có thì cần phải đề phòng cẩn thận và không được lơ đãng và khiến cho kẻ gian có cơ hội vụ lợi và trộm cắp hoặc gây nên những điều bất lợi cho gia đình và chính bản thân mình nhé. Vận niên năm 2022 của tuổi Bính Thìn năm 1976 nam mạng Thổ Lộng Nguyệt. Thổ Lộng Nguyệt là thỏ vần trăng, là báo hiệu một năm bản mệnh có một năm đầy vui vẻ và hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào. Nhiều công việc trước đây bị bế tắc, đến nay thì tự nhiên bản mệnh sẽ gặp may mắn và giải quyết nhanh chóng và suôn sẻ. Thi cử thì dễ đạt khoa bảng, và xin việc hay thay đổi công tác thì bản mệnh sẽ được nhận vào chỗ tốt và đang thiếu người. Trong năm này thì bản mệnh ngoài ra gặp được bạn tốt thì có thể có được tin vui và hỷ tín trong gia đình. Tuy nhiên thì về mặt tài chính thì trong năm này thì bản mệnh tiêu pha tiền bạc tốn kém, cho vay mượn khó đòi lại được. Hơn nữa thì trong năm gặp vận niên Thổ Lộng Nguyệt thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến những nơi tiệc tùng và ăn uống nhé. Tuổi Bính Thìn năm 1976 nam mạng có xây nhà năm 2022 được không? Xây nhà thì dân gian thường xem có phạm kim lâu và hoa ngốc hay không. Tuy nhiên thì nếu muốn xem kỹ tuổi Bính Thìn năm 1976 nam mạng, có thể xem thêm hạn thái tuế và tam tai nữa. Thì năm 2022 tuổi Bính Thìn năm 1976 nam mạng lại không phạm hạn thái tuế, không phạm kim lâu, tuy nhiên lại phạm tam tai năm thứ nhất và hoang ốc là ngũ thọ tử. Khi năm phạm hoang ốc ngũ thọ tử mà tuổi Bính Thìn nam mạng vẫn quyết định xây nhà, trong nhà thì dễ dẫn tới các tình cảm chia rẽ và lâm vào cảnh tử biệt sinh ly. Do vậy thì quý bạn không nên xây nhà trong năm 2022 nhé. Xem tử vi theo tháng của tuổi Bính Thìn năm 1976 nam mạng năm 2022. Đầu tiên là tử vi của tháng 1 tuổi Bính Thìn. Thì tháng này thì người tuổi Thìn phải đề phòng những khủng hoảng và không nên bỏ tiền đầu tư lớn, nếu không thì sẽ bị lỗ lớn đấy nha. Và đồng thời thì chúng ta phải trân trọng tình bạn quý giá bạn nhé. Tử vi tháng 2, vì thời tiết đang giao mùa và cả người quý ông Bính Thìn năm 1976 có vẻ hơi mệt mỏi và tinh thần cũng bị giảm sút, ngay cả trong một số vấn đề rất quan trọng và luôn phạm sai lầm lặp đi và lặp lại bạn nhé. Xem tử vi tháng 3 thì những người nam giới tuổi Thìn có tâm trạng tốt trong tháng này
và khi thời tiết ấm dần lên thì tình yêu của họ cũng có thể đâm chồi nảy lộc. Và đối mặt với một nửa của mình thì nên chủ động quan tâm, chăm sóc để gia đình trong ấm và ngoài êm nhé. Xem tử vi tháng 4 thì công việc của người tuổi Thìn trong tháng này sẽ có một loạt các thay đổi và họ có thể bị chuyển sang các bộ phận khác hoặc có thể phải đào tạo nhân viên mới, nên phân bố thời gian hợp lý để tránh bị ốm đau do làm việc quá sức bạn nhé. Xem tử vi tháng 5 và không có áp lực cho người tuổi Thìn trong tháng này vì tài lộc ở mức bình ổn bạn nhé. Xem tử vi tháng 6, tháng này thì người tuổi Thìn dễ rơi vào tình trạng bị lừa đảo. Dù có tiếp xúc với ai, dù là người thân hay là bạn bè, tiền bạc thì cũng phải thận trọng và tránh bị lừa gạt nhé. Xem tử vi tháng 7, trong tháng này thì những quý ông tuổi Bính Thìn sẽ trải qua một số kỳ thi hoặc cuộc thi và đặc biệt là quan trọng, và nó cũng liên quan tới công việc và quyết định bạn có được thăng chức trong tương lai hay không, và phải chuẩn bị và đầy đủ và duy trì một tinh thần thật bình tĩnh nhé. Xem tử vi tháng 8 và vận trình tổng thể của người nam giới tuổi Thìn trong tháng này là ảm đạm và họ rơi vào tình trạng một cách tồi tệ. Vì vậy thì đừng đặt cho mình một mục tiêu quá cao vì chắc chắn là kết quả sẽ khiến bạn vô cùng thất vọng bạn nhé. Xem tử vi tháng 9, trong tháng này thì quý ông tuổi Bính Thìn năm 1976 sẽ gặp phải những rắc rối trong các mối quan hệ tình cảm và dễ có người khác xen vào cuộc sống, và tâm tình thì sẽ thay đổi và bạn phải kịp thời điều chỉnh và chỉnh tâm lý tình cảm bạn nhé. Xem tử vi tháng 10, trong tháng này thì những người nam giới Bính Thìn đều thể hiện tốt và bất kể tình trạng thể chất hay tinh thần của họ. Và khi tinh thần thoải mái và vui vẻ thì bạn có thể đi du lịch hoặc làm những việc vui vẻ hơn. Xem tử vi tháng 11, và trong tháng này thì tài lộc của người tuổi Bính Thìn sẽ tiếp tục tăng cao, vẫn là điều rất đáng mong đợi, và thành tích của con cái bạn đã được cải thiện rất nhanh và nó có thể mang lại vinh dự cho trường trong các cuộc thi quan trọng bạn nhé. Và cuối cùng là xem tử vi cho tháng 12. Trong tháng này thì những quý ông tuổi Thìn thì sẽ có xung đột nghiêm trọng về cãi vã và thậm chí là xô xát một nửa của họ. Và để hạn chế tình huống này, chúng ta phải chú trọng đến sự hòa hợp và ổn định trong hôn nhân bạn nhé. Và tổng kết lại thì với các dự đoán trong năm 2022 như vậy thì quý bạn tuổi Bính Thìn năm 1976 nam mạng có thắc mắc gì không? Và nếu quý bạn xem tử vi chi tiết cho bản thân thì đừng quên comment phía dưới và liên hệ với Bình An Tử Vi để được hỗ trợ nhé.